Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi bài tiếp. Nhưng mà trước khi mình chơi á, thì cho mình nói với các bạn một vài điều. Thì thứ nhất là mình xin cảm ơn bạn Yu-Gi-Oh, bạn Vua Trò Chơi. Thì bạn đã có ý định là giúp mình xây dựng, nói chung là tạo ra một cái bộ bài. Tại vì bạn ấy nói là mình còn yếu trong cái khoản này, thừa nhận mình yếu thật. Tại vì mình chỉ dùng những cái lá nào cách dùng nó đơn giản thôi, còn mấy lá mà phức tạp thì mình cũng không có biết xài. Và một số cái bộ thì mình cho rằng nó phức tạp quá, thành ra mình cũng không có dùng. Thì thôi, thì nói chung cảm ơn bạn. Thì nói chung mai này á, bất cứ bạn nào cũng không riêng gì bạn Vui Trò Chơi, nếu mà bạn có muốn, các bạn muốn mình chơi bộ nào thì các bạn vui lòng là cho mình biết trong bộ đó là nó có những lá bài nào ghi đúng tên nha, để mình tìm cho nó chuẩn. Rồi và sau đó là bộ bài đó nó có bao nhiêu lá, rồi nó có lá gì và mỗi lá về là dùng bao nhiêu. Tại vì có những lá thì nó chỉ được một thôi, có lá thì được hai, có lá thì được ba. Thì đó, nói chung là các bạn nói làm rõ ra cho mình, chứ còn không các bạn nói chung chung quá thì mình lại phải tự đi kiếm. Mà nhiều khi mình build cái deck á thì mình xây dựng cái bộ bài đó nó cũng không, nhiều khi nó không đúng, hoặc là mình lại xây cái bộ này nó sọ bộ kia. Giống như bây giờ mình đang chơi bộ tuân nè, thì nó lại sọ với cái bộ bái hỏa ma pháp sư. Thì nói chung là các bạn cũng phải hiểu là ở giai đoạn này thì đa phần bài nó cũng còn chưa có đầy đủ, cho nên nó là việc mà mình phải xây dựng bộ bài mà nó hơi linh động một tí thì cũng dễ hiểu. Rồi có bạn hỏi mình á là nên chơi bộ tuân thì nên xài mấy con cừu. Nó vừa hỏi mình là bộ bị lỗi hay sao mà mấy con cừu đó nó không có dùng để xung quanh được. Thì lưu ý bạn là cái lá bài mà nó triệu hồi ra cừu á thì nó có hai dạng nha. Một dạng á là nó chỉ cho chúng ta hai con cừu thôi, nhưng mà con cừu đó là con cừu đè được. Còn cái dạng mà nó ra bốn con á không có đè được. Thì bữa nay mình tạm cất cái lòng ác mộng vô rồi, mà mình chuyển qua mình dùng cái gì ta? Mình chuyển qua mình sử dụng You're going to activate a spell card? Cái con cừu cho bạn xem. Thì nói chung là mình sẽ cho bạn thấy cái con cái nội dung ghi trên cái lá bài luôn, và mình sẽ cho các bạn thấy là cái con đó nó không có đè được. Thì tất nhiên là nếu như nói chung là rất cảm ơn bạn đã đưa chỉ ra cho mình một hướng đi, nhưng mà cái đó có lẽ là phải qua cái bản Legacy cơ. Chứ còn ở bên đây thì hình như cái lá bài đó nó không có. Thật ra mình nhớ nó có một cái lá bài mà mỗi lượt nó sẽ cho mình một cái lá đồng xu. Nó cũng gần giống như lá con cừu vậy đó, nhưng mà nó hơi khác một tí. Với lại khi mà dùng cái lá đó thì chúng ta lại bị một số cái giới hạn khác. Cho nên là khi mà dùng cái lá bài đó thì mình thấy mình là mình cũng phải hết sức cân nhắc các bạn ạ. You're going to activate a spell card? Hình như là cái lá đó là nó bắt bài mình phải úp xuống, không được ngửa lên thì phải. Mình nhớ không rõ lắm. Thì thôi, nói chung là sao cũng được, chúng ta chơi miễn là chúng ta vui là được các bạn ạ. Bài hiện giờ mình lấy được cũng gần hết rồi, chẳng qua bây giờ đang lấy lại thôi. Tại do là hồi kỳ mình quyết định là mình sửa cái lỗi mà game bị bug khi mà chúng ta chơi cái bản Yugi The Destiny á. Thì nói chung là nó xóa cái, tuy là nó giúp mình sửa được nhưng mà nó lại xóa cái file sao. Cho nên đó là bây giờ mình dùng cái phần unlock on card của cái bản mod á, thì nó mở hết cho mình những cái lá bài trong phiên bản gốc. Nhưng mà đổi lại thì nó sẽ nói chung là nó cũng không cho mình những cái lá bài của các bản mod này. Cho nên là mình cũng phải cày lại để mình lấy lại những cái lá bài mà mình lấy được bên bản mod thôi. Ví dụ như bây giờ hiện giờ là mình chưa có lá mà với công nương nè. Thì đó, nói chung là các bạn phải hiểu như vậy. Thì nói chung là rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái video của mình. Nói chung là mấy hôm nay mình úp video hơi ít, tại vì mình hơi mệt, chủ yếu là do công việc với lại đồ thôi. Cho nên là tối hôm qua mình có hứa với các bạn là mình làm video, mà tối qua làm cũng không nổi luôn. Cho nên là bữa nay mới bắt đầu làm video. Hồi nãy thì úp lên một cái video rồi, nhưng mà bây giờ thì làm tiếp. Nhưng mà bữa nay thì mình được nghỉ, cho nên là mình làm video nhiều. Tiện thể thì bạn Trúc Anh có nói vui với mình đó là có người hỏi anh mình làm nghề gì thì mình cứ nói đại nghề nào đó cũng được, không nhất thiết phải nói thật. Anh mình nói sợ thì có ai biết gì đâu à. Thì đúng rồi, cái đó là mình cũng biết, nhưng mà nói chung á là khi người ta hỏi mình không trả lời thì đó là không tôn trọng người hỏi, nhưng mà trả lời mà không đúng sự thật thì cũng là không tôn trọng luôn. Em nên hiểu như vậy. Thành ra đôi lúc á thì em có thể thấy là anh trả lời những cái câu hỏi đó nó rất là chung chung, hoặc là anh nói một cách là nó rất là nhiều cái ẩn dụ trong đó. Coi như đó không phải là một lời nói dối, nhưng mà nó lại không phải là những cái lời nói mà nó rõ ràng để cho người ta hiểu ý mình. Rồi bắt người ta suy đoán thì có thể người ta đoán đúng, có thể người ta đoán sai. Nó cũng là một cách để mà chúng ta tránh để nói đi cái sự thật. Hay giống như ví dụ như người ta hỏi mình là bạn ơi nhìn tôi có đẹp không? Thì ví dụ như
để tránh người đó tổn thương thì mình sẽ trả lời là bạn có một linh hồn rất là đẹp, ấy, có một tâm hồn rất là đẹp. Vậy đó, chúng ta không nhận xét cái vẻ bề ngoài của người ta, tại vì nhiều khi cái người đó tâm hồn họ đẹp nhưng mà cái nhân dạng của họ xấu thì sao? Thì đó mình khen cái khác của họ đẹp, ví dụ vậy. Còn ví dụ như người đó tổng thể họ không đẹp nhưng mà họ có một phần họ rất đẹp, ví dụ như cái mặt họ không đẹp nhưng mà tóc họ đẹp, thì chúng ta lại khen tóc của họ, nói bạn có một mái tóc rất đẹp. Đó vậy thôi. Thậm chí đôi khi mình còn hay nói vui á là cái gì, ví dụ như bây giờ người ta hỏi mình là bạn ơi tôi có đẹp không, thì ví dụ như mình có thể nói ví dụ người ta đưa mình tấm hình đó đúng không, tôi hỏi tôi trong cái hình này có đẹp không, nó đẹp lắm, nó hỏi cái gì đẹp, nó có bông có đẹp. Hoặc là ví dụ mình cũng gặp trường hợp này nhiều rồi, ví dụ như có người cùng có quán mình chụp cái hình up lên Facebook hỏi mình em ơi chị có đẹp không, thì em mình nói chị chọn cảnh đẹp lắm, ví dụ vậy. Thì đó rõ ràng là mình đâu có xạo đâu, cái người đó chọn cái cảnh rất là đẹp, còn họ đẹp hay không thì ở đây mình không nhận xét về bến. Ấy đôi khi chúng ta phải khéo léo chút xíu trong cái vấn đề ăn nói, tức như là mình nói thì cái kiểu đó thì đôi khi nó cũng khiến cho cái người nghe họ cảm thấy họ buồn, nhưng mà tại vì mình không để tâm tới họ. Nhưng mà xét cho cùng thì đó là một trong những cách nói tốt nhất để mà chúng ta tránh những cái mà nó mâu thuẫn không đáng có. Bởi vì ta nói rồi, sự thật thì mất lòng, thành ra đôi khi chúng ta nên tránh nói vào cái sự thật. Đây là một cách chúng ta để mà nói tránh đi đấy các bạn. Thành ra nhiều bạn hỏi mình là mình làm nghề gì, thậm chí có bạn mạnh dạn đón mình là giáo viên, nhưng mình hay nói là không phải. Mình đi nói về thì chỉ cần đúng thôi, mình là cái người canh gác kho tàng tri thức của nhân loại, ví dụ vậy. Thì đó rồi, mình làm nghề gì thì các bạn tự đoán. Đó cũng là một cách nói các bạn, chúng ta không nhất thiết là phải nói thẳng ra sự thật, mà chúng ta có thể nói một cách nó vòng vo một tí cho người khác đoán. I activate my spell card. Ôi trời ơi, Khai Diệp Sơn, cái này chịu rồi, mất tồi hai cái lá này. Có con Gemini F thì mình không có tiếc, nhưng mà cái con kia thì mình hơi tiếc. Ôi trời ơi, cái gì đây? Rồi, tra tấn ngay, không để cho anh bắn, anh bấm cái là mình mất mấy lá bài này qua mạng nữa. Rồi vô man. Chà, nhỏ công lợi hại quá ha. Anh nói là ai sẽ được cạc á là nguy hiểm rồi, lá đó là lá mạnh nó mới nói, còn nếu mà úp xuống mà không nói thì lá đó còn nguy hiểm. Này biết ngay nó là trap hole mà. Yugi thì làm sao mà tránh được cái lá này? Not bad. Rồi xong. Giờ mình úp con này xuống đi. Tại vì giờ con này xuống cũng dễ bị diệt lắm. Bộ bài của này của ảnh toàn quái mạnh thôi. Nào là phù thủy bóng đêm mà đã là luyện skill. Rồi mấy con này nó cũng mạnh hơn cái con. Trời ơi, giờ mém tí nữa mới mất bài quan mạng rồi. À thôi giờ cũng mất à. 600. Cái con này nó chính là cái con đầu lâu nước đó nha các bạn. Thành ra bên này là cái con cái gì ta, cái con chiến binh ở hành tinh khác, thì muốn gọi nó ra hơi khó, tại lúc đó bắt buộc chúng ta phải dùng cái con Zabira. Lý do mình chơi dung hợp bên bản Maric và mình không qua đây mình chơi dung hợp cũng tại như vậy. Tại một số con nó bị thay đổi rồi, không biết là nó còn dùng đi dung hợp được nữa hay không. Tại nó ăn thua cái người mod nữa. Rồi đây, giờ tạm thời không đánh được ảnh thì kiên thủ không đánh thôi chứ biết sao giờ. Rồi xong. Ảnh 500. Mình không mất miếng máu nào. Rồi mình lại để ra. Bộ tool nó dở cái là không có lá tool world, nó không làm được gì hết trơn á. Mà lúc bản này thì nó chưa có cái lá để gọi sân, thành ra là mà bản thân cái lá nó không tính là sân nữa các bạn. Nó tính là một cái lá bài phép cơ. Cho nên đó là bộ tool đó, thì mình đã chơi đấu với Zoe với bộ tool rất là nhiều lần rồi. Bạn nào mà coi mình từ sớm trước đây á
thì sẽ biết là mình đã từng đấu với bộ tool rất nhiều lần rồi, và thường thì đó là cái bộ bài mà mình đánh bại nó dễ nhất, ít khi nào mình thua cho mà đấu với bộ tool lắm. Cho nên đó là khi mà đâu chơi bộ tool thì nếu mà muốn chơi một bộ tool mà nó thuần túy thì có lẽ là hơi khó, mà thường thì có lẽ là mình sẽ phải chơi nó kết hợp với một cái bộ khác. Chứ bộ tool mình chơi với Zoe thấy nó yếu xìu à. Không biết các bạn thấy sao chứ bộ tool của Zoe lập ra dù là bộ tool nó cấp 9 sao mình vẫn đánh nó được một cách dễ dàng. Chỉ có bộ tool mà nó ở cái nói chung là bộ tool mà qua bản Legacy thì thường nhận nó mạnh thiệt. Nó đánh mình nhiều phen là lên bờ xuống ruộng luôn. Ví dụ là cái bạn mà đề nghị mình chơi bộ tool thì như bạn ấy nói là cái bộ tool là bạn có bộ bài đầu tiên bạn ấy biết tới tại vì bạn ấy coi phim. Thì đúng ngay cái tập mà Yuji đấu với lại Pegasus thì đúng rồi, nói chung là bộ đó thì cô Pegasus thì cũng tính ra là cũng mạnh thiệt đấy chứ không phải yếu đâu. Nhưng mà vấn đề ở trên phim nó lạng lẽ mà vô lúc mình chơi nó lạng lẽ nữa các bạn. Chứ nhiều khi phim với lại game nó cũng không có khớp nhau. Ngoài ra thì cái bộ trong phim đó nó đã ra một cái dạng khác nữa rồi. Với lại các bạn cũng nên hiểu là qua thời gian thì cái bài Yu-Gi-Oh này nó cập nhật, có những lá sẽ bị cấm dùng, có những lá nó sẽ bị thay đổi rồi đủ thứ á. Nè cái lá này nè giờ mình chưa ra được thì mình cho bạn nhìn ha. Thì ra nè ở đây người ta ghi rất rõ là cái token này là không thể được dùng để Triple Summon, tức là không thể nào bỏ nó xuống mộ để mà nói dù là không thể hiến tế nó để gọi con Summon ra được. Tại vì về cơ bản thì nó không phải là một lá bài mà nó chỉ là bốn cái lá bài nó hiện lên đây thôi. Nếu mà cái lá bài đó nó bị giết, nó bị bắn hay là nó bị dùng phép nào đó để phá hủy á, thì nó cũng không có nhảy xuống mộ. Thì đó mong bạn hiểu là cái bản này nó như vậy chứ cũng không phải là mình không muốn dùng cái lá này. Còn hình như nó có một cái lá nữa hao hao giống vậy nè. Nó là hình cái đồng xu nước cơ, nhưng mà nó sẽ là giới hạn cho chúng ta một cái khác. Rồi cho nên là bạn thông cảm cho mình ha. Nói chung là bộ tool này nó hơi khó xài ở cái bản Yu-Gi-Oh Power of Chaos này. Và bản thân mình thì cũng không thích bộ tool lắm cho nên là bạn thông cảm. Mình vẫn sẽ chơi bộ tool cho bạn coi để bạn vui. Nhưng mà nói chung là bộ tool nó sẽ chơi theo cái được sách thiết lập theo kiểu của mình, chứ không phải là bộ tool mà như bạn thấy. Chứ nó không phải là tool thuần túy, mà nó là tool đã có cái sự biến tấu rồi. Rồi, ảnh không có lá phép nào hay lá chám nào là ảnh dở. Gì nữa? Trời ơi. I'll use this card to bring a monster back onto the field. Đúng là Yugi. Ảo. Quá hay. Wow. Thử chuyển hướng tấn công. Này thì chào với em. Chào với em mà được rồi. Bộ bài này là bộ bài phong ấn của Yugi các bạn. Rồi thôi kể nhảnh xuôi đi các bạn. Đó nè các bạn, nó không có gì hết trơn á. Và bản thân nó cũng không thể dùng để summon được. Rồi mượn xíu nha ông anh. Rồi em thắng. I see what you're trying to do. Unfortunately, it's not going to work. Trời. Rồi. Rồi thôi, ok, em thua. Trời ơi. I activate my spell card. Trời ơi, fan này mình mệt rồi các bạn. I end my turn. Chà, dạng số 2 này có bộ hơi mệt. Tại mà nãy mình sợ cái lá đó là Myrophor cơ. Mà nào ngờ ảnh nó là cái lá chuyển hướng tấn công thì mình cũng đúng là phiền phức to rồi. Rồi, lá này thì không sao. Mình lấy 1000 máu. À, chứ mà không được lấy 1000 máu luôn, không được effect luôn, chết tôi. Rồi, ok. Tràn pháo tay vô Yugi, quá hay. Cái này mà mình dùng cái lá chơi cái lồng ác mộng thì nó hay hơn cái này, là cái này thì nó có thể bị phá cho một lượt nếu đối phương có 4 con hoặc nhiều hơn, hoặc là 2-3 con gì đó. Còn nếu mà dùng cái lồng kia trong 2 lượt là đối phương không được đánh thì nó tốt hơn.
thôi kệ em sao cả, thắng bại là chuyện thường tình, chơi Yugi như vậy mà chúng ta mới có cảm giác là chúng ta đang đấu Yugi trước thiệt rồi các bạn. Chứ mà đấu Yugi mà thắng dễ quá thì chúng ta đâu còn cái đó, đâu còn là Yugi nữa, đó là một cái nhân vật nào đó trong giống Yugi thôi, hoặc là Yugi bản phát. Nhưng như là fan hâm mộ cosplay thành Yugi chứ không phải Yugi thứ thiệt. Rồi con gì con xuống hố giùm, nó cho đá xuống cái hố cũng được nè, lắp cái hố lại giùm. Rồi rút bài thành công. Now I'll set a card. I end my turn. Rồi lá này thôi, đủ rồi. Để coi anh còn cái gì nữa. Ví dụ là có cái đoạt mạng 5000 này thì chơi thì chả lo gì. Đây, cho anh biết thế nào là lễ độ. Mình có lá hồi máu ra mình đỡ sợ. Nữ hoàng hiệp sĩ mà đụng nguyên dây lựu đạn này thì cũng chịu thôi. Rồi tới lúc rồi. Đây mỗi lượt xin nhẹ của ảnh 500 cũng được rồi, không dám xin nhiều. Monster Born con này nhiêu, 1500? Ủa 1500 thì anh làm gì em? Nói chung á là thật ra cái lá này nó tên là Call of the Haughty. Thật ra mình cũng đoán nó là cái lá trap rồi, nhưng mà mình nói cho vui thôi. Tại khi dùng cái lá này thì sẽ không hét lên là Monster Respawn. Chỉ có khi mà chơi cái lá Monster Respawn thì mới kêu cái lá, mới kêu cái câu đó. Còn nếu mà quăng ra mà là dạng phép luôn á thì nó sẽ là cái lá mà hồi sinh cho hai bên. Nói chung là chẳng qua chơi thì lâu lâu hét lên vài câu cho vui thôi, chứ mình thừa biết nó ra cái lá gì rồi, nhìn cái kiểu ra là biết à. Tại thường thì đó A nó sẽ không úp cái lá hồi sinh xuống đây. Phép ít cho nó úp xuống lắm, trừ một số lá phép mà được có thể kích hoạt khi mà trong lượt của đối phương á, thì đó A nó mới úp xuống thôi, còn không là nó sẽ cầm trên tay. Còn mình thì đôi khi vì nhiều lý do mà mình vẫn sẽ úp xuống. Thì chuyện đó cũng thường tình thôi các bạn, không có gì hết trơn. Tại đôi khi úp xuống là để dùng cái lá này nè, hoặc là sợ ảnh dùng Khan trước sành hay là cái gì á, thì đôi khi úp chấp nhận úp xuống. Tất nhiên là úp xuống thì phải đảm bảo là nó không bị phá, mình phải có cái lá mệnh lệnh của hoàng đế, hay là có cái lá mà nó dùng mấy cái lá kháng phép á thì mới dám để, chứ không bị ảnh chơi cho hoàng phát thì cũng mệt đấy. Wow. Rồi thôi, thì nói chung các bạn sẽ thấy là cái bộ bài của mình nó cũng không được mạnh cho lắm. Nói chung là lá này nó sọ lá kia, cái bộ này sọ bộ kia, thành ra đôi khi không phát huy được sức mạnh. Nhưng mà có những lúc mình xưa cái sức mạnh nó ra đó rất là kinh khủng. Thì nói chung là hên xui thôi, tại cái gì mà người ta nói là cái gì mà càng đa dạng thì thường là nó sẽ không có mạnh. Được cái này mất cái kia thôi các bạn. Nói chung là giống như các bạn tưởng tượng các bạn kêu một tô phở vậy đó. Tô phở đó mà nó có nhiều, nói chung là các bạn kêu full bò viên á thì nó được nhiều bò viên, phun tái phun nạm thì được nhiều tái nhiều nạm. Nhưng mà nếu các bạn ăn một tô phở vừa tái vừa bò viên thì cái số các bạn nhận được chỉ bằng phân nửa thôi, thậm chí là nếu mà nó có cho ít hơn thì chúng ta cũng không biết được các bạn. Thì thôi đó, nó không sao, nói chung mình nó rời cuộc đời được này mất cái kia. Cái gì mà thường làm được nhiều chức năng thì không có chức năng nào nó chuyên hết trơn á, còn cái gì mà nó làm được đúng một chức năng thôi thì thường nó rất là tuyệt vời. Ôi chà, pha này hay đấy Yugi ạ. Rồi đây, chơi luôn. Ảnh thì có lá một lá này thôi, khỏi lo. Nhưng mà lá nữa anh có dùng Dark Hole hay không thì mình không có biết. Con này ở dạng thủ thì nó không sợ Marufor. Qua bản Legacy thì nó có lá đó, lại có một cái lá Marufor mà chuyên đối phó với con thủ nữa cơ. Cái lá mà trưởng ra đó rồi thì nó là chuyên đối phó với con công, còn cái lá mà hút vô là chuyên đấu với con thủ. Cái lá này là cái lá trưởng ra nè, còn cái lá có lá, nó có lá hút vô nữa các bạn. Mà cái lá đó mình có lấy vô mấy lần mà mình không có xài thôi. Đây là vua hiệp sĩ nè. Mình không cần effect con này ra, tại giờ đủ hệ thống phòng thủ của mình rồi. Rồi xong, từ từ đang chơi câu giờ, đợi bài ngon ra.
đó các bạn thấy không, ra tool chơi tool nó rất khó, đợi cái lá tool world nó ra thôi mà mình đợi mùa luôn không ra. Rồi đây, đợi mãi sợ cái con rồng mình nè, tại vì khi mà nó chấp nhận nó tự tử nó sẽ tăng được tấn công của nó cho một lượt lên là 4000, đó là mình mệt cái nó đó, thành ra là thấy nó lo loại trước. Rồi đó mình giờ nó nằm đây nó đầy rồi mình chả làm gì được. Thôi bắn ảnh một cái vô nhà vô cửa đi các bạn. Cái lá này nếu úp xuống đây chơi với người ta thì dọa được, nhưng mà chơi với ai thì nó chả biết sợ đâu. Gì nữa? À rồi, có bạn nói với mình là lá này bị cấm đúng không? Mình thì cũng chả hiểu sao lá này bị cấm, nó lỗ chết. Nó rút lên 3 lá mà mình phải bỏ xuống 2 lá thì lỗ rồi còn gì nữa. Chắc là lá này dùng để gọi gì thần sức, chơi một số bộ ví dụ như là gì thần sức mạnh hay là gì thì dùng nó thì dễ ra hơn thôi. Chứ cái lá này mình thấy chả có gì hay. Cái lá mà rút bài thì nó hay thiệt, tại vì cái lá rút bài mà rút 2 lá đó, cái bình á, thì ok mình thừa nhận cái lá đó thì nên cấm, tại vì cái lá đó thực sự là nó bá đạo quá. Nó cho thấy chúng ta có khá nhiều cái lợi, nhưng mà riêng cái lá thiên thần đó thì mình nghĩ là cấm mà không nên. Tất nhiên là có thể có những cái chiến thuật để dùng nó mà mình không biết, chưa kể là cái lá đó mà dùng đụng nó vừa mà nó có cái lá bá bằng tài là mình khóc luôn ấy. Bỏ nó xuống thôi á là mất hết 300 rồi, mà nó rí lên là bắt phải bỏ 2 lá nữa, dùng cái lá thôi mất tôi hết 900 máu rồi còn gì nữa. À, không hồi sinh được đâu anh ơi, anh nhé. Anh hồi sinh nữa ra hai con một triệu đê mà chế em à. Nếu như là bạn nào biết là tại sao con nó bị cấm thì vui lòng giải thích giùm mình nha, chứ mình không có hiểu gì hết. Mình thì không có chơi, mình không có cập nhật thông tin về cái Yu-Gi-Oh này, thành ra mình biết bài có làm sao thì mình chơi vậy thôi. Trời ơi. Giờ sao mình dám ra cái lá tuôn quơ rồi đây. Ủa nó cho dùng hả ta? Không biết đấy. You're going to special summon? À cái con này nó tính là special summon chứ không phải là hiểu rồi, nó tính là special summon cơ. Hiểu. Bổn cung đã hiểu. Cái con này nó ra ở dạng special summon thì nó không tính ở cái dạng kia. Hiểu rồi. Bổn cung đã hiểu. I activate my spell card. Oh wow. Hảo hán. Giờ phải ra được ma điểu linh vũ chứ không là mình chết. Mình không có đem mấy cái lá búp theo, nãy giờ đụng con này là mình chịu. À không, ảnh mới là người chết. Trời ơi, hay quá. Bắn. Mà bắn là mất 500 máu nha. Ồ rồi, không có lá chống công. Mình dở lá thì lên, mình bắn luôn là mình thắng nè, nhưng mà cái này là không summon được nhưng mà có thể special summon. Rồi ok, giờ chơi bộ tool cầm lá này hay hơn. Rồi ok, cảm ơn bạn nào đã góp ý cho mình xài cái con này nha. Không dùng để summon được nhưng mà dùng để special summon thì được. Anh thua chắc rồi nếu mà anh không có lá chống công ở đây. Trời ơi, bây giờ nó ra 3 lá. Trời ơi, nó sổ bài như vậy có chết người hay là không? À đúng rồi, có bạn nào nói mình là nên cầm theo những cái lá chuyên dùng để mà gọi cái lá phép mình mong muốn ra. Bạn vui lòng cho mình biết luôn là cái lá, mấy cái lá đó tên gì để mình coi thử coi nó có ở trong cái bộ bài này hay không. Chứ bây giờ bạn nói chung chung vậy thì giờ hiện mình cũng chả biết cái lá đó là cái lá nào nữa. Mình chỉ biết mỗi đúng một cái lá mà nó chuyên dùng để gọi cái sân ra thôi. Thì bạn vui lòng cho mình biết là có phải là cái cái lá mà chuyên dùng để gọi cái lá dung hợp ra thôi. Thì bạn vui lòng cho mình biết là có phải bạn đang nhắc tới cái lá đó hay không. Tại vì mình không có chơi dung hợp nhiều, mà nếu có thì mình cũng không có ý định sử dụng cái lá
coi không có cái lá dung hợp mà mình chỉ dùng cái sân dung hợp thôi. Thật ra nếu mà là cái đó thì thôi cảm ơn bạn, mình không có nhu cầu nhá. Rồi ok. À đúng rồi, bạn đó hình như còn nhắc mình là chơi bộ tool thì phải đem thêm con rồng cá mắt son dạng tool vô nữa. Mình biết con đó Yugi Ezoe có dùng con đó mấy lần cho mình coi rồi. Nhưng mà tại mình thấy con đó nó hao quá nên mình không đem vô. Nhưng mà giờ biết thêm con đó cái có cách dùng con này để mà mình xung quanh ra thì ok. Tại vì ra được 4 con thì hiến tế 2 con để spin xung quanh thì cũng được. Rồi đây trời ơi, thắng mà còn dư máu luôn chứ. Tiêu chuẩn 8.000 mình chơi xong còn 8.400. Bộ bài này đúng lý bên bản của Zoe thì nó còn con nào tiên cá nữa cơ. Nhưng mà tại mình cái gì ta, nhưng mà mình không có dùng thôi. Mà hình như qua đây mình cũng kiếm nó không được nha, lạ vậy đó. Không biết nó thành con nào rồi. Ê trời ơi. Ồ, thấy sắp thua Yugi chơi gì liều mạng chơi giải tỏa mặt bằng luôn. Wow. Nữa hả? Trời ơi, ra được con bái hỏa ma pháp sư rồi, tốt. Chỉ cần nó nằm ở đây được một lượt thôi là ảnh hết Yugi hết máu với mình. Trời em dùng con lá bài cho anh nói chữ Tempi 4 lần nghe, có buồn em không cơ chứ. Chế này lá này bình thường quá mà. Anh đem bài rồi các bạn ơi. Chơi bộ bài mà có mấy con summon mà nó tốn hai con, ví dụ như cái con phù thủy bóng đêm mà dạng trao hồi nãy á, là nó cực kỳ hao luôn các bạn ạ. Cái con bộ tui này nó còn dở một cái nữa các bạn thấy không, đó là phải ra rồi một lượt sau mới được xài. Tức là các bạn gọi nó ra rồi á là phải bạn phải qua một lượt thì mới dùng được. Nó rất là mất cái lợi thế luôn, mình muốn đánh nhanh không có được. Nó được cái là nó bắn ba qua đầu thôi. Mà cái bắn ba qua đầu đó thì cũng chả lợi mấy các bạn. Tại vì đơn giản là bắn ba qua đầu mà tốn 500 máu. Nói chung mấy con bắn ba qua đầu á thì thường là nó đòi hỏi một cái điều kiện nào đó. Nếu như mà nó không có điều kiện thì thường nó yếu. Chà Yugi công nhận hảo hảo thiệt đó nha. Ảo ảnh và chơi vậy vui nè, mình cứ tưởng là mình thắng rồi là ảnh có cơ hội phản công. Cái kiểu mà gần sắp thua rồi mà vẫn phản công được vậy mới đúng là Yugi của chúng ta các bạn. Wow, huyết pha cùng phong bạo. Wow. Rút bài nó xài tiếp. I end my turn. Chơi. Ảnh thì chắc cũng hết bài phép rồi để mà phá phép phá đồ của mình đây rồi. Tool thì cũng không cần để hai lá làm cái gì. À lá này úp xuống được không? À được. Rồi xong. Vậy đi cho ảnh bắn. Con này là phù thủy bóng đêm mà, nó thủ ngon lắm. Ở đó là mình cũng chả cần phù thủy bóng đêm làm cái gì, mình xài con Summon Queen là đủ rồi. Tại hai con này được 1.500 được, cái là cái con này nó thủ 2.100. Thật ra công thủ thì được, còn con Summon Queen thì thủ thì không được, mà chỉ có công thôi. Nó thủ 1.200 nó dễ chết lắm. Thủ 1.200 coi như không có thủ luôn á. Chỉ có thủ 1.200 thì thời của Yugi và bản bay thì có thể còn sống. Chứ mà thời của nó qua thời của K3 thôi là cũng thấy hết sống nổi rồi. Trời ơi, Maruko nữa hay. Đây, cảm ơn. Tuyệt vời ông mặt trời. Bắt luôn lá này. Rồi vô cùng nhau tấu căn ly. Trời ơi, à đúng rồi, hôm bữa có một bạn thì chỉ mình cách xài cái con này nữa nè. Đó là cái con này là nó kết hợp với cái lá con kangaroo á, thì tức là khi mà con này nó thủ 2.600 á, thì đó mình lỡ đối phương bắn cái mình dở luôn cái lá con kangaroo lên á, thì cái con này nó sẽ lấy cái điểm thủ đó thành nó bật lại đối phương luôn. Tức là đối phương cái lá bài của đối phương sẽ chết, giống như là bắn cái điểm công chứ không phải là điểm thủ không. Khá là hay đấy. Rồi ok. Rồi lần này ảnh thua chắc rồi, tại mình bắn bay qua đầu được mà. Rồi đây để coi ảnh còn chiêu gì nữa. Bắn. Hết chiêu rồi anh.
đừng cố gắng di chuyển thêm chiêu nào nữa. Cho gián bài kết thúc ở đây đi. Rồi ok, chúng ta chiến thắng. Gián này đánh xong cho vòng nửa tiếng. Chiến thắng các bạn. Khá là nhọc nhằn ấy mà chơi rất vui. Tại vì sau cùng là chúng ta giành được một chiến thắng mà nó khá là nặng nề, chứ không phải là một chiến thắng mà có thắng áp đảo. Thắng áp đảo nó cũng không có gì vui các bạn ạ. Tại vì thắng cái kiểu đó giống như đối phương nó yếu hơn mình hoàn toàn á. Tập trước là mình nhờ con này mà mình thắng được anh Maric nè. Mặc dù mình chả ưa nó nhưng mà công nhận là có con này vô cái trường hợp đó thì hay thiệt. Nhưng mà nó chỉ hay trong đúng cái trường hợp đó thôi. Con này là con gì tờ 3.800, 2.500. Con này chuyên dùng để con này là Fusion nè. Ồ, Fusion bộ quan có con này ngon rồi nha. Để vô coi thử coi nó là con nó Fusion làm sao để gọi đám ra được. Hồi nãy mình chơi luôn 54 con Fusion với một con Summon thật ra trên sân. Cái tập trước á, công nhận là đó là Maric nhìn mặt ngu luôn. À, câu mà không nói thiệt các bạn, video cái trường hợp đó là Maric là chỉ có biết khóc ra mấy chục thứ tiếng thôi. Thậm chí là nó giống như trong Pokemon, các bạn quăng ra một cái con sâu hay là cái con nhộng á, mà thấy đối phương nó quăng ra con củ lông lửa đời cuối là thấy thôi rồi. Con này là để coi kết hợp giữa Queen Knight, Jack Knight và King Knight á. À, trời ơi. Thì ra là con này. Trời ơi là trời. Hiểu rồi. Con này nó nằm ở đây nè. À rồi ok. Con này nó là một con dung hợp, nhưng mà là dung hợp ba con. Muốn các bạn là muốn gọi được con này ra thì các bạn phải có nữ hoàng hiệp sĩ, hiệp sĩ Jack và hiệp sĩ, và vua hiệp sĩ, ba hiệp sĩ đó cộng lại nó mới ra con này. À rồi ok, bổn cung đã hiểu. Mà nếu mà con này nó lấy được bên này thì tức là nó cũng sẽ xuất hiện bên bảng của Maric ha. Ôi bảng Maric thì mình làm gì nhớ có cái lá bài hiệp sĩ nào đâu nhỉ. Hiệp sĩ thấy nhiều lắm nhưng mà hình như không nhớ là có nữ hoàng hiệp sĩ hay vua hiệp sĩ hay không. Hay là lá này đâu bên bảng của Maric nó lại là lá khác nhỉ. Chắc nữa lát nữa phải mở bảng Maric lên coi lại mới được. Rồi thôi ok, dẫu sao thì cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.